Xin chào lại tất cả quý anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục kể lại chuyện người Việt ở bên Mỹ cho mọi người cùng nghe. Và mình đã đi từng giai đoạn cho đến cái giai đoạn mà mình đã về tiểu bang California, mà gọi là Cali, mà quý anh chị và các bạn thường hay nghe. Thì năm 81 mình về Cali được 18 tháng tiền trợ cấp xã hội và tiền food stamp để ăn uống. Ngoài ra còn được cái Medicare thì nó cho tới 21 tuổi. Medicare lúc đó thì hầu như người Việt qua Mỹ lúc đó mới qua ai cũng phải đều xin trợ cấp xã hội để mà sống, để ra và xin Medicare để mà đi khám bác sĩ hoặc là đi mua thuốc miễn phí, và đi khám bác sĩ cũng miễn phí luôn. Lúc bấy giờ nó cho một cái tấm Medicare với hình như là sáu hay là bốn gì đó cái miếng ở trong nữa, để mình đi khám mỗi tháng. Mà mỗi lần đi khám bác sĩ thì bác sĩ gỡ một miếng, rồi đi mua thuốc thì mua thuốc hộp thuốc gì không cần biết, xong rồi nhà thuốc tây gỡ một miếng. Để gỡ một miếng để làm gì? Là để bác sĩ báo cáo lại với chính phủ để chính phủ trả tiền cho bác sĩ, cũng giống như dược sĩ báo cáo lại cho chính phủ của tiểu bang, rồi chính phủ tiểu bang sẽ trả tiền cho bên dược sĩ tiền bán thuốc. Cũng cái trong thời điểm đó và thời điểm khoảng năm 1975, nhiều người bỏ nước ra đi, đa số là những người có vay vế trong xã hội trước năm 75. Thì khi cộng đồng về phát triển, người Việt mỗi lần, mỗi năm, mỗi ngày, mỗi tháng từ các tiểu bang khác, sau khi họ đến định cư tại Mỹ, thì từ các tiểu bang của miền Đông hoặc là miền Trung nước Mỹ xa xôi, mùa hè thì nắng cháy da, mùa đông thì lạnh tê tái, tuyết rơi đầy đường. Đó là một cái khí hậu nó không mấy phù hợp cho những người Việt Nam chúng ta, bởi vì Việt Nam chúng ta đã sống từ một đất nước khí hậu ôn hòa, dù là gần ở vùng nhiệt đới nhưng mà cũng không nóng mấy mà cũng không có lạnh mấy. Bỗng dưng đi qua một cái nơi vừa lạnh vừa nóng. Cho nên khi nghe những người ở Cali rủ nhau về Cali sống, Cali sướng lắm, được tiền trợ cấp xã hội, được tiền trợ cấp nhà cửa, vân vân và vân vân, để đỡ bớt cái gánh nặng trong lúc những thời gian lúc đầu mới qua Mỹ. Đó là cái thời mà cố tổng thống Donald Reagan là làm tổng thống. Nhiều người cũng sợ rằng là Đảng Cộng Hòa sẽ không có giúp cho những người nghèo, nhưng mà thật sự Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ gì cũng đều giúp cho người nghèo giống nhau. Nhưng cái giúp của Đảng Cộng Hòa thì họ giúp mà họ khuyến khích là mình phải đi làm, nhưng mà Đảng Dân Chủ thì họ giúp, thì họ khuyến khích mình nằm nhà mà hưởng thụ. Đó đó là cái đường lối của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ lúc bấy giờ. Cho nên nhờ cái sự hưởng thụ đó mà nhiều người Việt Nam mới qua được hưởng lây. Ngoại trừ những người ở lại các tiểu bang xa xôi miền Đông, miền Trung nước Mỹ thì họ có thể có việc làm mau, nhưng mà đa số về Cali thì trước mắt là xin trợ cấp cái đã, rồi từ từ đi học, rồi đi xin việc làm. Bởi vì như tôi đã nói trong cuốn phần vừa rồi, ở Mỹ mà bất cứ cái nghề gì cũng phải có cái bằng cấp thì ra đi xin việc mới dễ dàng, còn không thì mình phải từ mở tiệm, mở tùng, mở đồ ra mà buôn bán, thuê mướn chỗ mở đồ ra mà buôn bán mà sống.
còn không đi làm hãng là phải có nghề, ngoại trừ đi làm những cái hãng dây chuyền. Hãng mà làm về dây chuyền thì họ chỉ cần mình biết một làm một thứ trong một ngày, trong một năm, trong một tháng, cứ làm hoài một cái thứ đó thôi. Bỏ chẳng hạn như bỏ cái lon vô hộp thì bổn phận của mình là cứ bỏ lon vô hộp, cùng lắm là khuyên tới một nơi bỏ vô thùng, vân vân, hoặc là một bộ phận nào đó được thôi nữa thôi. Nhưng mà chính là công việc là bỏ lon vô hộp là công việc chính của mình, thì cứ làm hoài, làm mãi, còn phần trên nó chạy xuống tới đó, tới mình là mình không cần biết cái trên nó làm cái gì, đó là làm việc trong các cái hãng dây chuyền, nó làm như vậy. Bởi vì lúc bấy giờ nền kinh tế nước Mỹ cũng là không mạnh mà cũng không yếu, nhưng mà cái kỹ nghệ điện tử nó chưa được phát triển, chứ chưa nói đến kỹ nghệ điện toán. Thì kỹ nghệ điện tử lúc đó mới vừa phát triển mà thôi. Thì tại vùng San Jose, Santa Clara và Milpitas vân vân, nói chung là cái vùng B area, cũng có rất là nhiều hãng xưởng về điện tử mở ở đó và nhận những người cũng đi lên làm việc công việc dây chuyền. Còn tôi thì như tôi đã nói là về một cái thành phố ở miền trung của nước Mỹ, nơi đó là một cái thành phố nông nghiệp. Về được vài tháng thì tôi làm đơn xin vô học ở college. College là community college, nghĩa rằng là đại học cộng đồng. Đại học cộng đồng là nó nhận người từ 18 tuổi trở lên. Bởi vì khi tôi đến Mỹ là trên 18 tuổi rồi, cho nên không vào được trung học mà phải vào đại học cộng đồng. Đại học cộng đồng ở Mỹ nó có cái hay là nó tạo cho mọi người đều có cơ hội. Nếu mà chúng ta ham học, chúng ta cố gắng, thì dù bao nhiêu tuổi, dù 70-80 tuổi, chúng ta còn đi được, còn đứng được, vẫn còn đi học được, vẫn còn lấy bằng được. Đó là cái hay về cái nền giáo dục ở Mỹ nó như vậy. Mà cái đại học cộng đồng là community college, nghĩa rằng là ở đó họ chỉ cấp bằng cho quý vị chỉ có 2 năm, cho các sinh viên 2 năm, học 2 năm và được cấp bằng ra trường 2 năm ở đó, gọi là bằng AE hoặc là bằng AS, vân vân. Thì 2 năm có thể ra là chúng ta đi làm được rồi, là cũng có một cái bằng. Mà khi mà chúng ta được nhận cái bằng đó thì dù sao, dù muốn dù không, một người sinh viên khi cầm cái bằng đó, họ cũng đã hiểu được một số khái niệm về một cái ngành nghề nào đó rồi. Cho nên khi vô các hãng xưởng làm thì họ hướng dẫn thêm một thời gian ngắn nữa, thì mình có thể làm cho các công ty, cho hãng xưởng tùy theo cái ngành của mình. Còn ai muốn học thêm lên 4 năm để ra trường kỹ sư chẳng hạn, hay là ngành về điện toán, kỹ sư điện toán, kỹ sư điện, kỹ sư máy móc, kỹ sư cầu cống, vân vân, thì phải chuyển theo lên một cái trường đại học nữa, tức là nó gọi là university. Mà university mỗi tiểu bang đều có hai cái hệ thống của đại học khác nhau. Đại học đó là cấp cái bằng 4 năm. Như tại tiểu bang California thì họ có hai hệ thống. Một là hệ thống UC, là University of California.
còn một cái hệ thống là CSU, tức là California State of University. Bên cái hệ thống UC, lúc bấy giờ, trong cái thời điểm mà đầu thập niên 80, thì họ đòi hỏi một học sinh ra trường trung học ít nhất phải có từ 2 điểm, 2 chấm trở lên. Còn học sinh từ đại học Community College muốn chuyển qua để học 2 năm nữa, lấy bằng 4 năm, thì phải đòi hỏi điểm từ 3 chấm trở lên. Đó là trong cái hệ thống UC, là University of California. Rồi nếu mà ai dưới 3 chấm thì làm đơn xin vào cái hệ thống California State of University, tức là cái nơi đó họ có thể nhận từ số điểm từ 2.2 cho đến 3 chấm, tức là những học sinh, những sinh viên không thuộc loại xuất sắc. Nhưng mà khi học một cái ngành, chẳng hạn như một cái ngành kỹ sư điện toán hoặc là kỹ sư về điện, thì hai cái hệ thống UC và CSU đều dạy một cái chương trình giống nhau, không khác nhau gì hết cả. Nhưng mà bên hệ thống CSU thì người ta dạy nó chậm hơn, họ tính bằng semester thì nó chậm hơn. Còn bên UC thì họ tính bằng quarter, thì họ tính nó nhanh hơn, tính thời gian nó nhanh hơn và dạy nó nhanh hơn. Cho nên họ chỉ nhận những học sinh xuất sắc và giỏi để vào các cái trường đó. Và khi ra trường, dù là trường UC hoặc là trường USC, nếu là một sinh viên xuất sắc, giỏi, điểm cao, thì là nơi nào cũng nhận anh cả, cũng nhận chị cả, vì là một sinh viên xuất sắc. Hoặc là trong lúc mình lên CSU hoặc UC mà cái điểm mình thấp, nhưng mà lên tới đó mình học bổng dưng, mình học giỏi, thì các có nhiều công ty là đến ngay trường để mà ký hợp đồng với một sinh viên giỏi đó, để khi ra trường làm cho họ bao nhiêu năm. Thì trong cái thời gian vào học ở college, khi về California, thì trước tiên thì cũng học tiếng Anh, rồi cũng lấy thêm một số môn toán, lý hóa, vân vân. Trong thời gian vừa đi học thì cuối tuần, tại vì giống như mình nói khi nãy là mình ở một cái thành phố nông nghiệp của miền Trung Cali, cho nên ngày thường thì đi học, cuối tuần thì đi hái trái cây. Bởi vì là cái thành phố nhà nông, ngồi trái cây ra là không có hãng xưởng gì hết. Lý do mà tại sao không có hãng xưởng là vì hầu hết những nghị viên trong thành phố hoặc là trong quận hạt đều là những người nông gia có những ruộng mênh mông bát ngát, một năm thu hoạch cả hàng triệu đô la. Những chủ nhân ông nông nghiệp này, họ ngăn cản không cho các cái hãng xưởng mà đem cái ô nhiễm về cái thành phố mà họ nông nghiệp, cái thành phố
mà tôi đang sống. Cho nên ngồi đi học ra chỉ biết đi hái trái cây, mà trái cây thì nó thường rơi vào mùa xuân, mùa hè, bắt đầu vào mùa hè là đi hái trái cây rồi. Nói tới đi hái trái cây, giờ tôi cũng xin kể cho mọi người nghe một cái công việc mà đi hái trái cây nó vui lắm, mà nó buồn lắm, mà nó bụi lắm, nói chung mà nó cũng nóng lắm nữa. Bởi vì trái cây thì nó thường rơi vào khoảng cuối tháng 4 là bắt đầu. Ngoài những cuối tuần ra thì thường trái cây nó cũng vào mùa hè, không đi học hè thì 3 tháng hè ngày nào cũng phải đi hái trái cây để kiếm thêm tiền để em mà sống. Cuối tháng 4 là bắt đầu mùa trái cây. Mùa trái cây đầu tiên là trái cherry. Cherry nó mọc từng đùm ở trên cao. Mình phải cần có một cái thang nó xếp như vậy. Mình phải khiêng cái thang đi theo từng cái cây một và mang trên người một cái dây, một cái thùng, cái khay nằm ở phía trước này. Thì hái trái cherry bỏ vô trong khay, hái trái cherry bỏ trong khay. Mà hái là phải có cái cọng, phải để nguyên cái cọng nữa, chứ không được hái cái trái bỏ cái cọng lại. Mà có cái trái bỏ cái cọng lại thì không được bỏ vô trong cái khay. Khi mà cái khay nó đầy rồi thì mang xuống dưới đổ vô thùng. Thì một cái khay như vậy là họ tính chừng $2 cho một khay. Thì mình hái nhiều thì mình ăn được nhiều, mà mình hái ít thì mình ăn được ít. Thường thì một cây cherry như vậy có thể mình hái được hai cái khay như vậy, mà ít ra nó mất khoảng chừng 3 đến 40 phút. Vì sao lại mất như vậy? Bởi vì nó không ở sát nhau, nó ở chỗ này một đùm, chỗ kia một đùm, chỗ nọ một đùm. Thì mình phải hái xong mình phải xuống, rồi mình phải nhích cái thang qua một bên cạnh tiếp để hái tiếp, cho đến khi hết đi vào nguyên một cây như vậy thì bắt đầu mình mới đem đồ lên xe, mình đổ, và cái người đứng ngay chỗ chiếc xe đưa mình một cái thẻ, đó là một cái khay trái cherry với trị giá là $2. Hái trái cây thì phải hái vào mùa hè, mà mùa hè thì nắng nóng, cho nên muốn đi hái thì phải thức dậy từ 2 giờ sáng, rồi tập trung một nơi nào đó, hoặc là nếu ai có xe là tự lái xe để cùng nhau đi lên một cái vườn, chẳng như vườn trái cherry mình giải thích hồi nãy chẳng hạn. Mà trái cây họ trồng bao nhiêu tháng chín và hái thì nó nằm trong lịch trình của họ đã từng nghiên cứu ra để hái, để làm những cái vườn cherry như vậy rồi. Cho nên tới ngày hái là phải hái. Thường thì một vườn cherry rộng cỡ chừng 100 hecta. Nó rộng lắm quý anh chị, 100 hecta là chứ không phải là chuyện đơn giản. Thì hái trong vòng một tuần là phải hết. Chứ nếu không hết thì trái cherry nó sẽ bị chín, nó quá chín,
nó chín quá mà hái xuống thì bỏ nó chồng lên nhau, nó bị dập, nó bị hư. Cho nên phải hái cho nó vừa đúng cái mức của nó, mà nó vừa chín tới, mà nó phải đừng bị dập. Rồi về họ phải rửa, rồi họ phải đưa ra chợ để bán vào các siêu thị. Còn một số họ phải ngâm, họ phải ngâm. Không biết họ ngâm những cái chất gì ở trong đó, nhưng mà tại sao họ ngâm và ngâm để làm cái gì? Quý vị vô các cái nhà hàng hay là các cái bar ở tại Mỹ, khi mà xin một ly nước ngọt đó nha, thì trong ly nước nó có một trái cherry dầm ở trong đó. Còn một số thì họ xay ra đóng hộp, nói chung là cherry, nhưng mà sau một tuần phải hái hết, chứ không thôi nó quá mùa thì phải đi hái đến một cái số loại trái cây khác là nó vừa chín tới. Chẳng hạn như đi hái lê, hái lê thì nó cũng phải cần những cái thang như vậy, bởi vì cây lê nó cũng cao giống như cây cherry. Và khi hái cái trái cũng phải hái nguyên cái đuôi của nó, phải bẻ làm sao mà cái đuôi của nó cũng phải còn. Hái lê thì nó không giống như hái cherry phải dùng cái khay trước mặt, nhưng mà hái lê là phải có một cái thùng, mà thùng đựng xăng, thùng đựng nhà sơn, mà gọi là cái xô. Chúng tôi thường gọi đó là cái xô. Thì hái bỏ một xô đầy, mà lên một cái xô như vậy thì chừng khoảng 30 trái lê là đầy một cái xô rồi. Thì đem cái xô đó xuống, rồi lấy một cái xô khác lên để trên cái thang, rồi cũng khiêng cái thang đi vòng vòng cây lê để hái trái lê. Thì hái đầy hai cái xô, hai trái cây, thì bắt đầu hai tay hai xô chạy mang tới đổ, chạy khoảng chừng lúc đầu thì 100 mét, thì một lúc sau thì hái càng xa thì con đường nó cũng càng xa, chạy tới 200 mét mới tới chiếc xe để đổ lên xe, rồi phải chạy trở lại để hái tiếp. Bởi vì ngày hôm đó chỉ có hái lê mà thôi, tại vì đến vườn lê chỉ hái lê mà thôi. Mà như tôi nói khi nãy, có mọi người, rất là nhiều người, trong đó là đa số là rất là người Việt Nam, những người Việt Nam mới qua, thì ai cũng muốn, dù là ăn trợ cấp xã hội, nhưng mà họ cũng muốn làm thêm để mỗi ngày tới mùa trái cây hái thêm kiếm được 3 đồng để mà để dành, để dùng dư giá và mua vàng, sắm vàng chẳng hạn. Vàng lúc đó thì chừng khoảng 120 hay là 150 đô la một lượng chẳng hạn. Tôi nhớ không rõ vì tôi lúc chưa mua vàng nên là không biết, nhưng mà tôi đoán là khoảng đó. Bây giờ thời giờ cũng khá dài, 24 phút 20 giây rồi, cho nên xin tạm biệt tất cả quý anh chị và các bạn nha. Hẹn gặp lại cúng thứ 7. Bây giờ là mới tới tập thứ 6 thôi. Rồi tập ngày mai có thể là tập thứ 7. Nói thật, từ hôm mà tôi kể chuyện cho quý anh chị và các bạn nghe tới giờ thì mình có một cái tinh thần nó khác. Tinh thần nó khác. Nó khác đây không phải là phấn khởi hay gì cả, nhưng mà tinh thần trách nhiệm.
Vì khi mình nói về cái chuyện này và thấy rất là nhiều anh chị và các bạn vô nghe, cho nên làm cho mình rất là cảm động. Cho nên mình có thấy có một cái tinh thần trách nhiệm mỗi ngày phải cố gắng, dù làm gì cũng phải cố gắng một chút ít thời giờ ngồi kể cho mọi người nghe về đời sống của người Việt ở Mỹ mà đa số quý vị chưa bao giờ nghe tới. Và tôi cũng xin lỗi, ngày hôm qua tôi nói chuyện chừng 13 phút thì bỗng dưng có một cái điện thoại, nó gọi vô điện thoại của tôi làm cho cái cuộc thu âm của tôi đã bị cắt ngang. Và cắt ngang cũng thấy cũng tôi coi lại thì thấy cũng đúng lúc rồi, thôi ok, bữa nay mình thu ít một tí để ngày mai mình thu bù, cho nên xin quý anh chị và các bạn thông cảm. Và tại sao cũng phần 5 ngày hôm qua nó hơi ngắn quá vậy, và hôm nay tôi bù lại là tới bây giờ là đã 26 phút 20 giây rồi, thêm 20 phút nữa. Xin tạm chào tạm biệt quý anh chị và các bạn nha. Quý anh chị làm cho tôi lên tinh thần và có một trách nhiệm rất là nhiều, dù đi đâu chăng nữa cũng cố gắng về vì sợ mọi người chờ một cái tập kế tiếp để mình kể. Vì đây mình đang kể mới chưa đi tới đâu cả, những câu chuyện hấp dẫn của đời sống người Việt ở hải ngoại nó còn nhiều và nó còn dài, và bi thương, vui vẻ, thù hận đều đầy có rẫy, đầy rẫy ở trong câu chuyện này. Xin chào tạm biệt nha.